Chào quý vị, thì Tuấn đang đứng ở ngay cái thửa đất của mình. Thì cái đường đây là đường ô tô. Tuy nhiên từ đây vào thửa đất mình thì khoảng 50 m, thì là cái đường này là đường đi xe máy ha. Anh chị vào đây thì nó khoảng chừng là 50 m. 50 m thì tới cái thửa đất của mình. Thì cái đường này nó khoảng chừng hơn 2 m thôi. Thì tất nhiên là mình đi xe gắn máy hoặc xe ba gác. Thì vào đây thì bên Tuấn có thửa đất khoảng chừng 2 hectare. Thì cái này là đất lúa anh chị. Đất lúa thì mình phân ra thành 19 thửa. Mỗi thửa như vậy là có khoảng 1.000 m, khoảng 1.000 m. Thì ở đây thì bên Tuấn bán lại cho anh chị giá cũng rất là hợp lý để mà có thể đầu tư hoặc là làm nhà vườn. Thì là một lô như vậy là 1,2 tỷ. Đó, thì toàn bộ cái quỹ đất ở trong này. Đây thì quý vị thấy đây thì là con đường đi xe gắn máy. Chuẩn bị thì bên Tuấn sẽ cho đổ đá cái con đường này. Cũng như là cái phía trước thì hiện tại là đất lúa, thì đang cho người ta làm lúa, thì khoảng nửa tháng nữa ta thu hoạch lúa thì bên Tuấn sẽ cho san lấp cái phần này. Thì ở đây thì đã có sổ riêng từng 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 thửa rồi, mỗi sổ như vậy là khoảng 1.000 m. Thì ở đây quý vị, đây đây là cái các thửa đất mình là từ đây ha, cái ranh đây đó lại cái cây đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái đường ở giữa đây. Các thửa đất thì nó sẽ quay qua cái mặt đường nội bộ như thế này. Toàn bộ cái thửa đất của mình đây. Thì khu vực này là rất là thích hợp để anh chị làm nhà vườn sinh thái. Vân vân. Thưa quý vị, thì đây là toàn cảnh cái quỹ đất 2 hectare mà bên Tuấn đã phân lô ra thành 19 lô. Thì đây là những hình ảnh nhìn từ cái con đường nội bộ mà Tuấn đứng hồi nãy nhìn vào khu đất của mình. Thưa quý vị, những cái con đường nội bộ trong thửa đất mình là rộng 4 mét. Và mỗi thửa như vậy đó thì khá là vuông vức, nó khoảng chừng 22 mét và chiều sâu vào khoảng 42 mét. Thưa quý vị, mỗi thửa đất thì được phân khá là vuông vức, khoảng 22 mét chiều ngang và khoảng 45 mét chiều sâu. Như vậy nó đâu đó khoảng 1.000 mét. Thưa quý vị, còn đây là những hình ảnh quý vị nhìn từ đường hương lộ 20 và vào thửa đất của mình, thì nó cũng khá là gần, chỉ khoảng chừng hơn 200 mét. Thì đây là một góc nhìn để quý vị thấy rằng cái vị trí thửa đất cũng khá là đẹp. Và đây là toàn cảnh cái thửa đất của mình rộng khoảng 2 hectare. Thì tất cả 19 lô này đã có sổ riêng từng lô, mỗi lô như vậy khoảng 1.000 mét. Mỗi thửa như thế này thì bên Tuấn để lại cho anh chị 1,2 tỷ, như vậy là trung bình thì khoảng 1,2 triệu một mét. Thưa quý vị, thì đây là vị trí thửa đất mình ở trên bản đồ Google Maps. Thì như lúc nãy Tuấn có quay thì đây là hương lộ 20, thì vị trí thửa đất mình rất là gần khu vực này. Thì anh chị có thể đi vào đường 835 vào hương lộ 20 và chúng ta vào cái đường nhánh này. Thì chúng ta có thể vào thửa đất của mình. Đây là vị trí là xã Phước Lâm, thì Tuấn sẽ đo cái khoảng cách từ cái thửa đất của mình, anh chị xem là cái khoảng cách nó là bao nhiêu nếu mà chúng ta đi vào hướng thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu lấy cái mốc là đường Nguyễn Văn Linh và đường quốc lộ 50, thì như vậy chúng ta đi từ đường Nguyễn Văn Linh thì nó khoảng 19 km. Thì tới vị trí thửa đất của mình, thì Tuấn có ghim cái vị trí thửa đất mình trong phần mô tả dưới video để anh chị tiện theo dõi cái vị trí này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi thông tin này của Bitreal. Thì anh chị quan tâm về những cái thửa đất 1.000 m ở đây, khu này, thì anh chị vui lòng liên hệ các số hotline, thì Tuấn sẽ gửi thông tin chi tiết về sổ cũng như là các thông tin khác. Thì trong phần mô tả chúng Tuấn cũng đi gửi cái định vị cái lô đất này để anh chị có thể tiện theo dõi. Cảm ơn và em lại xin trân trọng kính chào.